Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình thời sự ngày 28 tháng 7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Ngày 28 tháng 7 năm 2017 đánh dấu 22 năm Việt Nam tham gia ASEAN. Việt Nam đã có những đóng góp và sáng kiến ghi dấu ấn đậm nét cho ASEAN trong hơn 2 thập kỷ qua. Mỹ nâng mức thuế chống bán phá giá với tôm của Việt Nam. Điều này làm giảm tính cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam tại thị trường Mỹ. Thầy giáo khuyết tật Lê Quốc Hưng và lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo ở Bình Định. Từ nơi đây có rất nhiều thế hệ học trò đã lớn lên và trưởng thành. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm 2017 đánh dấu 22 năm Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Việt Nam đã cùng ASEAN trải qua chặng đường hợp tác hơn 20 năm qua với những bước tiến quan trọng của một tổ chức liên kết khu vực thành công đã được thế giới thừa nhận. Kể từ khi tham gia vào mái nhà chung ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp và sáng kiến ghi dấu ấn đậm nét, góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác, nâng cao vị thế quốc tế của ASEAN. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lại chặng đường 22 năm Việt Nam tham gia ASEAN. Năm nước thành lập ASEAN để tuyên bố rằng là hy vọng trong tương lai không xa tất cả 10 nước trong khu vực đều tham gia ASEAN. Mong muốn ấy không dễ dàng trở thành hiện thực. 28 năm sau, ASEAN mới có thành viên thứ 7, đó là Việt Nam. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, lá cờ Việt Nam tung bay bên cạnh lá cờ ASEAN. Sau đó vài năm, từ năm 1997 đến năm 1999, Lào, Myanmar và Campuchia lần lượt gia nhập vào gia đình ASEAN. Cái đầu tiên mà chúng ta đóng góp chính là việc hỗ trợ các nước thành viên chưa được kết nạp như Lào, Campuchia, Myanmar tham gia vào ASEAN. Thì như vậy là thực hiện được cái ước nguyện của tất cả các nước trong khu vực là có một cái đại gia đình ASEAN gồm 10 nước Đông Nam Á. Chỉ 3 năm sau khi gia nhập, Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 6. Chương trình hành động Hà Nội được thông qua đã giúp ASEAN duy trì được hợp tác, củng cố vị thế ở thời điểm khó khăn. Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch Ủy ban Thường trực ASEAN nhiệm kỳ 2000-2001 với kết quả là tuyên bố Hà Nội nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy liên kết khu vực. Việt Nam là một trong 5 nước đầu tiên sớm phê chuẩn Hiến chương ASEAN, văn kiện pháp lý quan trọng nhất và toàn diện nhất của ASEAN. Năm 2010, ghi nhận đóng góp đặc biệt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN. Với những quyết sách lớn là năm tạo tiền đề cho ASEAN thực sự đi vào lộ trình xây dựng cộng đồng. Tháng 12 năm 2015, cộng đồng ASEAN chính thức được thành lập, đánh dấu nỗ lực của Việt Nam cùng các nước thành viên cùng chung tay xây dựng một cộng đồng thống nhất trong đa dạng. Là một trong những thành viên sáng lập của diễn đàn ASEAN, Việt Nam dẫn đầu các nỗ lực trong ASEAN nhằm đảm bảo an ninh khu vực. Việt Nam trở thành thành viên tích cực, quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp đang diễn ra tại Biển Đông. Trong năm đầu tiên của cộng đồng ASEAN, thì ngoài vấn đề chính trị, đó là sự tăng cường cái tin cậy, sự đoàn kết trong ASEAN, thì điều này đang làm được, thực hiện được. Nhưng riêng về vấn đề kinh tế, nhất là về thương mại thì chúng ta chưa tận dụng. Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã tham gia ngày càng tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong ASEAN, từng bước gắn lợi ích quốc gia, dân tộc với lợi ích chung của khu vực. Sự hình thành cộng đồng ASEAN đang tiếp tục mở ra những cơ hội và thách thức mới cho Việt Nam. Thưa quý vị, việc trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN đã ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam cũng như trong quá trình phát triển của ASEAN. Có thể nói, gia nhập ASEAN là một trong những quyết sách hết sức quan trọng của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Quyết định đó đã tạo dựng môi trường hòa bình ổn định cho đất nước chúng ta phát triển trong hơn 20 năm qua. Tiếp tục nhìn lại chặng đường hơn 2 thập kỷ tham gia ASEAN của Việt Nam, chúng tôi đã mời đến trường quay thời sự ngày hôm nay ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Ngoại giao. Xin cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình. Thưa ông, ngày hôm nay thì đánh dấu mốc kỷ niệm 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Vậy nhìn lại chặng đường đó, lợi ích lớn nhất mà Việt Nam có được là gì ạ?
Vâng, nhìn lại cái chặng đường đúng 22 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN ấy, thì chúng tôi nhận thấy là cái quyết định tham gia ASEAN của lãnh đạo cấp cao lúc đó là một cái quyết định cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, góp phần thực hiện cái chủ trương của Bộ Chính trị lúc đó ghi tại Nghị quyết 13 năm 1988 là chuyển hướng chiến lược để phá cái thế bị bao vây, cô lập và cấm vận và đưa cái quan hệ đối ngoại của Việt Nam sang một thời kỳ mới. Thì sau 22 năm thực hiện cái chuyển hướng chiến lược đó và kiên trì làm cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy là tổng thể mà nói một cách ngắn gọn nhất thì có 4 cái thành tựu lớn bật nổi bật. Thứ nhất là đã góp phần quan trọng duy trì cái hòa bình ổn định của Việt Nam, một cái môi trường thuận lợi để Việt Nam phát triển. Cái thứ hai là tuy chưa làm đủ nhưng mà chúng ta đã tranh thủ được một cái nguồn lực đáng kể để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Cái điểm thứ ba đấy là nó tạo một cái bước đệm quan trọng để Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với các nước khu vực và trên thế giới. Còn nếu không hội nhập vào ASEAN trước thì Việt Nam sẽ khó khăn hơn nhiều trong hội nhập ở cái tầng nấc sâu rộng và cao hơn, nhất là trong WTO. Và cái cuối cùng là ASEAN đã góp phần giúp Việt Nam đào tạo được một cái đội ngũ cán bộ, mặc dù là chưa phải là tổng thể lớn, số lượng lớn, nhưng cái số lượng đội ngũ này là cực kỳ quan trọng, nhất là trong cái khâu về các cái ngoại giao đa phương, các cái kênh đa phương và các kênh hợp tác của ASEAN trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó mở ra một cái triển vọng để Việt Nam có thể hội nhập và phát triển thành công trên các cái lĩnh vực khác. Dạ vâng, có một lợi ích quan trọng mà Việt Nam có được khi tham gia ASEAN đó là trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo. Thì có thể nói rằng ASEAN đã luôn thể hiện cái tiếng nói, cái quan điểm của mình đối với những hành vi vi phạm xâm phạm chủ quyền đối với các quốc gia thành viên. Vấn đề chủ quyền không chỉ là vấn đề của riêng một quốc gia nào, không chỉ là của riêng Việt Nam mà nó cũng là một vấn đề chung của ASEAN. Ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Vâng, đúng là như vậy. Thì khi mà chúng ta tham gia vào ASEAN đó, thì nó giúp chúng ta đa dạng hóa các cái công cụ để duy trì hòa bình ổn định và để bảo vệ chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có cái vấn đề biển đảo, Biển Đông thời gian gần đây. Thì tham gia ASEAN nó tạo góp phần giúp Việt Nam nâng cái thế và lực mới trong cái việc xử lý các cái vấn đề liên quan đến chủ quyền, trong đó có vấn đề Biển Đông. Dạ vâng. Thưa ông là trong 50 năm vừa qua, năm nay cũng là năm mà kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN. Và có thể nói rằng là nhìn lại chặng đường dài đó thì bên cạnh những điểm mạnh, ASEAN hiện nay cũng đang phải đối mặt với rất nhiều những thách thức. Vậy thì trong thời gian sắp tới ASEAN sẽ cần làm gì để tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình và đồng thời có thể khắc phục được những điểm yếu để tiếp tục trở thành một khu vực hợp tác thật sự là thành công? Vâng, thực ra thì nhìn lại 50 năm qua phải nói là ASEAN cũng có rất nhiều cái thành công. Nhưng bên cạnh đó phải khẳng định là ASEAN đang bước vào một cái giai đoạn phát triển mới về chất, nhất là kể từ sau khi hiến chương ra đời và việc xây dựng cộng đồng đã được triển khai. Hơn nữa là sau khi hình thành cái tầm nhìn 2025 thì ASEAN đang bước vào triển khai cái tầm nhìn 2025 để hướng tới một cái khu vực, một cái cộng đồng năng động, phát triển và hướng tới người dân. Thì ASEAN đang gặp nhiều cơ hội nhưng cũng đang đứng trước rất là nhiều thách thức. Có thể khái quát nó thành 3 cái nhóm thách thức: về chính trị an ninh, về kinh tế cũng như là về văn hóa xã hội. Và để cho ASEAN thành công hơn nữa trong cái giai đoạn tới thì trước hết là đối với ASEAN, tôi nghĩ rằng ASEAN phải đoàn kết hơn, phải duy trì bằng được cái vai trò trung tâm của mình, cũng như là không ngừng cải cách. Ở cái tuổi 50 thì đã bắt đầu phải tính tới những cái cải cách sâu rộng, ví dụ như cái nguyên tắc đồng thuận chẳng hạn, để từng bước nâng cao cái vị thế và hiệu quả. Mặt khác thì còn đối với Việt Nam, trong quá trình hội nhập thì chúng ta cũng phải tích cực và chủ động hơn nữa, phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và coi ASEAN là một gia đình, để hướng tới là một thành viên thực sự có trách nhiệm, có đóng góp xứng đáng với cái vị thế và cái vai trò của Việt Nam trong khu vực. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Trần Việt Thái về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình thời sự sẽ tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Chiều ngày 28 tháng 7, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi liên quan đến thông tin tàu hải quân Indonesia mang số hiệu 371 truy đuổi và sử dụng súng bắn vào tàu cá Bình Định mang số hiệu BD31153TS khiến cho 2 ngư dân của Việt Nam bị thương. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là vụ việc nghiêm trọng, không phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đang phát triển tốt đẹp. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam hết sức lo ngại về vụ việc này và đề nghị phía Indonesia khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, thông báo kết quả cho phía Việt Nam và chấm dứt tái diễn các hành động tương tự. Cũng trong ngày 28 tháng 7, trả lời câu hỏi của phóng viên về những ý kiến, thông tin gần đây liên quan đến hoạt động dầu khí của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ,
hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam diễn ra tại khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam đề nghị các bên liên quan tôn trọng các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Việt Nam và cùng nỗ lực đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và hợp tác ở Biển Đông. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa có cuộc họp về phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2018. Dù đây là phiên họp thứ hai, nhưng các bên vẫn chưa thống nhất được mức lương tối thiểu vùng năm 2018. Ban đầu thì phía đại diện người lao động chọn phương án tăng trên 10%, bởi như vậy thì mới tiến tới đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. Còn phía chủ sử dụng lao động đề xuất chỉ tăng từ 2 đến 4%, với lý do mức sống tối thiểu của Tổng Liên đoàn đưa ra là mức sống của tầng lớp trung lưu, chứ không phải đại đa số người dân. Theo cách tính của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì mức lương như hiện tại đã tương đương với 91% mức sống tối thiểu. Cuối phiên họp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hạ mức yêu cầu tăng chỉ còn 8%, và phía Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam đề nghị nâng mức tăng lên là 5%, rút ngắn quan điểm cách biệt giữa hai bên chỉ còn 3%. Sau một tuần nữa, kể từ ngày 28 tháng 7, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ họp lại và đưa ra phương án thỏa hiệp để bỏ phiếu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, thúc đẩy sản xuất, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động để giảm mặt bằng lãi suất trong điều kiện có thể. Yêu cầu các ngân hàng đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 18% nhưng có thể điều chỉnh linh hoạt tăng thêm để đẩy vốn vào nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ. Chỉ đạo trên được đưa ra sau cuộc làm việc của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với các tổ chức tín dụng một số tỉnh miền Trung. Mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn hiện phổ biến ở mức từ 6 đến 9% một năm, trong đó lĩnh vực ưu tiên lãi suất ở mức từ 6 đến 6,5% một năm. Từ tháng 5 năm 2016 cho đến nay, đã có 3 đợt giảm lãi suất cho vay với các mức giảm từ 0,5 cho đến 1% một năm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và sản xuất kinh doanh, với khoản vay ở cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Một thông tin có thể xem là khá bất lợi cho ngành chăn nuôi, chế biến và xuất khẩu tôm của Việt Nam. Đó là tôm Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ trong khoảng thời gian 1 năm kể từ tháng 2 năm 2013 sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 1,42% thay vì mức 1,16% như trước đó. Đây là phán quyết vừa được Bộ Thương mại Mỹ đưa ra sau khi áp dụng cách tính mới. Phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin chi tiết về vấn đề này. Để đưa ra mức thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ chọn một nước thứ ba có quy mô nền kinh tế tương đồng với Việt Nam làm cơ sở tính toán. Trong những năm trước, Bangladesh được chọn làm quốc gia tham chiếu. Nhưng năm nay, do có sự khiếu nại của một số nhà máy chế biến và chủ tàu đánh bắt tôm ở Mỹ, nên Bộ Thương mại Mỹ đã thay thế Bangladesh bằng Ấn Độ. Trên cơ sở thay đổi này, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định nâng mức thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam từ 1,16% lên mức 1,42%. Trên thực tế thì các công ty nhập khẩu tôm từ Việt Nam vào Mỹ đã phải đặt cọc một khoản tiền ngay khi nhập hàng. Và khoản chênh lệch do thuế chống bán phá giá tăng lên sẽ được truy thu từ khoản tiền đặt cọc này. Nhưng dù tiền là từ đâu thì cũng có nghĩa là giá tôm bán sang thị trường Mỹ tăng lên và như thế là tính cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam tại Mỹ sẽ thấp đi. Hồi đầu năm nay, Bộ Thương mại Mỹ cũng đã quyết định kéo dài thời gian áp thuế chống bán phá giá đối với tôm Việt Nam thêm 5 năm. Còn mức thuế phá giá áp cho từng khoảng thời gian cụ thể sẽ được phán quyết sau các đợt rà soát hành chính của Bộ Thương mại Mỹ. Theo kế hoạch thì Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiến hành đợt rà soát hành chính tiếp theo thuế chống bán phá giá đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam vào năm tới, năm 2018. Và rất có thể Bangladesh sẽ tiếp tục không được chọn làm quốc gia tham chiếu trong đợt rà soát tới. Trường Sơn, phóng viên Đài Truyền Việt Nam từ trụ sở Bộ Thương mại Mỹ. Theo thống kê của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO, năm 2016 xét theo tổng kim ngạch thì Việt Nam là quốc gia nhập khẩu nông thủy sản thực phẩm lớn thứ 7 của Nhật Bản. Để hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh trong những lĩnh vực này, ngày 28 tháng 7 tại Hà Nội, JETRO đã tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản, thu hút khoảng 100 doanh nghiệp hai nước tham gia. Doanh nghiệp này chuyên kinh doanh các sản phẩm mực và bạch tuộc để làm món sashimi của Nhật Bản. Hiện nay, mỗi tháng doanh nghiệp xuất khẩu sang Việt Nam 1,5 tấn mực và bạch tuộc, chủ yếu cho các nhà hàng Nhật Bản.
Đây là lần thứ 3 doanh nghiệp này cử đại diện tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp do Zetro tổ chức, với hy vọng tìm thêm được đối tác nhập khẩu sản phẩm vào thị trường Việt Nam. Đồ ăn Nhật Bản hiện vẫn có giá khá cao tại Việt Nam, thường chỉ phổ biến với tầng lớp trung lưu trở lên. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng làm thế nào để đưa ra được các sản phẩm giá rẻ hơn nhưng vẫn giữ được độ an toàn. Điểm hấp dẫn của thị trường Việt Nam đối với chúng tôi là không như một số quốc gia khác. Ẩm thực Nhật Bản tại Việt Nam vẫn giữ được đúng hương vị như ở Nhật. Buổi kết nối doanh nghiệp do Zetro tổ chức lần này có sự tham gia của 21 doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương tại Nhật Bản. Sản phẩm các doanh nghiệp mang đến rất đa dạng, từ thủy hải sản, sữa bột, rượu sake cho đến trà xanh. Mục tiêu của chúng tôi là trong tương lai sẽ sản xuất trà xanh Nhật Bản tại Việt Nam, rồi từ đó xuất khẩu đi các nước trên thế giới. Chúng tôi muốn tạo ra một ngành công nghiệp mới là trà xanh Nhật Bản tại một đất nước vốn đã nổi tiếng về trà như Việt Nam. Thị trường bán lẻ của Việt Nam đã tăng trưởng gấp 2 lần trong giai đoạn 2010-2015. Các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến điều này, đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến. Cũng theo Zetro, số lượng các nhà hàng Nhật Bản tại Việt Nam luôn tăng trong những năm gần đây. Hiện ước tính có hơn 1.000 nhà hàng Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, và đây được coi là thế mạnh của các doanh nghiệp Nhật. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực như nông sản, thủy sản và thực phẩm đang coi Việt Nam là một thị trường xuất khẩu đầy hứa hẹn. Trong phần tiếp theo của chương trình, đi cùng với sự phát triển kinh tế, Phú Quốc đang phải đối mặt với những thách thức trong vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, đòi hỏi những giải pháp cụ thể và ý thức của cộng đồng. Thầy giáo khuyết tật Lê Quốc Hưng và lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo ở Bình Định. Từ nơi đây, rất nhiều thế học trò đã lớn lên và trưởng thành. Cục Hàng hải Việt Nam sáng ngày 28 tháng 7 đã tổ chức diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng nước cảng biển Quảng Ninh. Hoạt động nhằm tăng cường phối hợp giữa các lực lượng ứng cứu khi có sự cố tàu thuyền xảy ra, đặc biệt là những tình huống đột xuất khi có bão lũ thiên tai. Tình huống giả định được đưa ra là trong cuộc diễn tập có hai tàu tải trọng 2 và 3.000 tấn va chạm trong luồng hàng hải, có 3 thủy thủ bị rơi xuống nước, một tàu bị thủng vỏ tàu sau khi đâm va. Tất cả công tác diễn tập ứng cứu thực hiện nhanh chóng trong 2 giờ đồng hồ và các lực lượng phối hợp với nhau ăn khớp. Mỗi năm, hệ thống tìm kiếm của ngành hàng hải Việt Nam tiếp nhận và xử lý khoảng 300 vụ việc sự cố liên quan đến tai nạn trên biển, cứu và hỗ trợ cho hàng trăm nghìn lượt người, tàu thuyền trong và ngoài nước. Đến nay đã có 377.000 tỷ đồng, tương đương với 16,7 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư vào Phú Quốc. Sự thay đổi của Phú Quốc có thể nhận ra từng ngày với rất nhiều công trình hạ tầng du lịch mọc lên nhanh chóng. Cũng chỉ trong vòng nửa đầu năm nay thì lượng khách du lịch đến đây cũng có mức tăng ấn tượng hơn 30% so với cùng kỳ. Tuy vậy thì phát triển cũng đang khiến cho hòn đảo này phải đối mặt với vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Rác từ sinh hoạt cuộc sống người dân, rác từ hoạt động du lịch, ước chừng mỗi ngày có khoảng 180 tấn rác được thu gom, một phần đem chôn lấp thủ công, phần còn lại để chất đống như thế này. Dường như lượng rác đang vượt quá khả năng xử lý của hòn đảo này. Nhưng để đảo Ngọc phát triển bền vững với một môi trường trong sạch, tỉnh Kiên Giang đã cho xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung với công nghệ thân thiện môi trường. Cái môi trường Phú Quốc từng lúc, từng nơi chưa được đảm bảo, nhất là cái việc thu gom, vận chuyển và xử lý cái rác thải. Trong cái tháng 7 này thì chúng tôi cũng tạm có thể là sẽ thu gom toàn bộ cái lượng rác của các bãi rác tạm để cho nhà máy này xử lý. Và khả năng trong tháng 8, tháng 9 này thì cái nhà máy này hoạt động tốt thì sẽ giải quyết được cái vấn đề rác thải ở Phú Quốc. Nhà máy điện rác tại Phú Quốc đang hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi vận hành thử. Với công nghệ hiện đại, rác thải tại Phú Quốc sẽ được phân loại tự động và trở thành nguyên liệu để phát điện. Ước tính sẽ có khoảng 15 đến 16 triệu kWh điện phục vụ cho người dân tại Phú Quốc. Thiết kế công suất là 200 tấn rác trên ngày. Và công suất phát điện là 40W. Và khả năng của nhà máy thì là xử lý toàn bộ cái rác của Phú Quốc hiện nay. Để xử lý rác thải ở Phú Quốc, nỗ lực của chính quyền là chưa đủ.
với các nhà đầu tư lớn, giữ gìn môi trường được đặt ra ưu tiên quan trọng ngay từ khi khởi động dự án. Mưa cũng như nắng, từ 6 giờ sáng, nhân viên của khu nghỉ dưỡng này đã đi gom rác tại bãi biển. Vấn đề bảo vệ môi trường là một trong những cái yêu cầu bắt buộc và đây là một tiêu chuẩn để phát triển bền vững. Việc phát triển các dự án thì phải thực hiện đồng thời với việc bảo tồn và giữ gìn xanh sạch đẹp, có một bờ biển tốt, có một bờ biển đẹp và sinh thái thì mới thu hút được cái lượng khách du lịch đến với Phú Quốc. Hướng tới mục tiêu là đặc khu hành chính kinh tế, Phú Quốc tiếp tục phát triển ngành du lịch như một mũi nhọn. Để chuẩn bị cho sự phát triển này, tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục mở rộng giai đoạn 2 của dự án xử lý rác lên công suất 400 tấn rác trên một ngày và xây dựng khu thu gom nước thải tập trung. Phát triển nhanh nhưng không đánh đổi môi trường cũng là mục tiêu phát triển của hòn đảo Ngọc. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 được lựa chọn là ngày viêm gan thế giới. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì viêm gan B và C. Việc áp dụng phương pháp cũ như là những năm trước khiến cho thời gian điều trị kéo dài, chi phí cao mà hiệu quả thì chưa triệt để. Và một phác đồ điều trị viêm gan mới vừa được Bộ Y tế thông qua, được áp dụng tại một số bệnh viện đã cho thấy hiệu quả tốt hơn hẳn. Đây là chương trình hưởng ứng, hành động và tăng cường các nỗ lực phòng chống viêm gan để viêm gan không còn là mối đe dọa y tế lớn vào năm 2030. Anh Nguyễn Đức Thịnh đang điều trị viêm gan C tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo phác đồ điều trị cũ, sẽ phải mất gần một năm với chi phí khoảng từ 150 đến 170 triệu đồng, nhưng hiệu quả cũng chỉ đạt từ 60 đến 70%. Điều trị từ đợt thuốc tiêm cho đến bây giờ là đợt điều trị thuốc uống. Bác sĩ cũng tư vấn cho mình dùng cái thuốc này và cái thuốc này cũng có tác dụng tốt mà là chữa khỏi bệnh đến 90 đến 100%. Nhưng mà cái khó khăn trong cái mình điều trị thuốc này nên là về vấn đề kinh tế và thuốc đấy hơi đắt nên là mình cũng phải cân nhắc chữa bệnh và chia làm được nhiều giai đoạn. Tuy nhiên, từ nửa năm nay, anh Thịnh đã theo một phác đồ điều trị mới của Bộ Y tế. Phác đồ mới này hiện được triển khai tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Khác với phương pháp cũ, bệnh nhân sẽ phải uống thuốc, tiêm và truyền, thì với phương pháp này, bệnh nhân chỉ cần uống thuốc, được điều trị ngoại trú thay vì nội trú như trước và sẽ đến khám theo chỉ định của bác sĩ. Tác dụng phụ giảm so với phương pháp cũ. Thời gian điều trị cũng rút ngắn từ 48 tuần xuống còn 12 đến 20 tuần, tùy theo tuyếp gen bệnh. Với các phác đồ mới này, chúng ta rất là ưu việt. Giá thành giảm, tác dụng phụ giảm, tỷ lệ thành công rất là cao. Động tác dụng phụ hầu như không có. Chính vì thế là cái đối tượng viêm gan C mà để điều trị được rất là rộng rãi. Với những loại thuốc mới này, hơn 95% người mắc bệnh viêm gan C có thể chữa khỏi, thường là trong 3 tháng điều trị. Chúng tôi đang thảo luận với Bộ Y tế Việt Nam để đưa các loại thuốc theo phương pháp điều trị mới vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả. Hy vọng nó sẽ sớm được chi trả trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi cũng tin tưởng phương pháp mới này không chỉ được áp dụng tại các bệnh viện chuyên khoa mà còn được phổ biến rộng rãi tại các bệnh viện tuyến địa phương. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, cứ 11 người thì có một người mắc bệnh liên quan đến viêm gan. Viêm gan cũng đứng thứ 3 trong số các nguyên nhân gây tử vong tại nước ta và bị coi là một trong những kẻ giết người thầm lặng. Vì vậy, để sớm phòng ngừa bệnh, người dân cần thường xuyên xét nghiệm, kiểm tra bệnh. Đây là cách hiệu quả giúp giảm các ca nhiễm mới và giảm chi phí điều trị trong tương lai. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin được mời quý vị đến với lớp học miễn phí của anh Lê Quốc Hưng ở xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước của tỉnh Bình Định. Bị viêm cột sống dính khớp, nhưng hơn 30 năm nay, người thầy đặc biệt này vẫn ngày ngày lên lớp dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo trong vùng. Từ căn phòng nhỏ 20m² ấy, có rất nhiều thế hệ học trò nghèo đã lớn lên và trưởng thành. Tôi bị viêm cột sống dính khớp đến năm 16, 17 tuổi bắt đầu nó đau. Đi học mà từ nhà đến trường là phải 4 giờ sáng dậy rồi đi bộ tới trường. Nó đau quá học cũng không được. Cuối cùng là bác sĩ nói là kiểu không có bớt. Tội thôi cho về quê ở định cư trên này luôn á. Thời gian đầu về thì mình có nhiều cái ý nghĩ nó tiêu cực lắm. Cũng nhờ mấy em nó tới nói chuyện, hỏi thăm, nó học rồi cái nó mình quên mất cái bệnh này đi. Bắt đầu mới là tập hợp mấy em lại thôi, tụi cháu học hành có cái gì khó tới đây bác chỉ cho. Vượt lên cơn bạo bệnh,
30 năm qua, căn phòng nhỏ này là nơi anh Hưng trao truyền đi kiến thức cho các thế hệ học trò nghèo tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. 3 buổi một tuần, các em nhỏ tới đây sẽ được chia sẻ những kiến thức cơ bản, bổ trợ thêm cho những giờ học trên lớp. Cô thấy rất thích, về dễ chịu, về vui tính. Rất là chủ đề, rất là chân thành. Tùy tâm, riêng tâm cho ông đổi mới. Mình thấy ông cho tôi 201 trên ông, cái đó ông không mới. Nhưng mà mình thấy tình thương là một tình thương mới thương ông này thôi. Ngồi đây đang làm gì? Nó thích lắm, nó mãn nguyện. Nó giống như là một cái gì của mình, nó đang lớn lần bên cạnh mình, bên đời mình chứng kiến. Có hỗ trợ giúp đỡ của mình nữa. Mình thấy nó tươi tắn, tươi tỉnh, nó sống khỏe khoắn là mình mừng. Thấy là mình làm việc đó là cũng tốt. Mặt trời của anh nhỏ bé nơi chân đồi. Tôi trông là có sức khỏe dài dài rồi tới khi nào hết hả? Anh nắng vàng theo con đường phù âm mang sông đêm dài. Vâng, thưa quý vị, và chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.